Dù là ai cũng phải nhớ kỹ 8 huyệt sinh tử này trên người để cứu mạng mình lúc nguy nan. Vị trí thứ nhất là huyệt nhân trung, chữa ngất choáng. Khi thấy người thân bị tụt huyết áp, mất máu nhiều, bị trúng gió hoặc say nắng, bị thiếu oxy hoặc bị sốc, dẫn đến bất tỉnh, da tái nhợt, tay chân lạnh ngắt và mất đi ý thức, cô bác sẽ bấm vào huyệt nhân trung để giúp họ tỉnh lại. Việc này nên thực hiện trước khi đưa đi cấp cứu, cũng có thể xem là cách thức để sơ cứu cô bác nhé. Huyệt nhân trung còn giúp giảm triệu chứng co giật, sùi bọt mép, phát cuồng ở người lên cơn động kinh. Bởi trong đông y, động kinh xảy ra khi các cơ quan trong cơ thể bị rối loạn, âm dương mất cân bằng, tạo ra nghịch khí. Trong khi đó, huyệt nhân trung có thể điều hòa nghịch khí này, do đó giảm các triệu chứng động kinh. Không những vậy, cô bác nào thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, tính tình nóng nảy, khó kiềm chế thì nên ghi nhớ huyệt đạo này cho bản thân mình. Mỗi khi tức giận, các dây thần kinh sẽ bị đè nén, mình bấm huyệt nhân trung thì cũng đồng thời kích thích vào các dây thần kinh này, giúp khống chế và kiểm soát cơn tức giận, tránh trường hợp cả giận mất khôn của bác nhé. Để xác định được vị trí huyệt nhân trung, cô bác hãy quan sát khuôn mặt mình trong gương. Rãnh nhỏ chạy dọc giữa mũi và môi chính là rãnh nhân trung. Huyệt nhân trung nằm ngay trên rãnh này, tại vị trí 1/3 của rãnh, gần với mũi của mình của bác nhé. Để kích thích vào huyệt nhân trung, cô bác có thể châm cứu, bôi dầu gió hoặc bấm vào huyệt vị. Nhưng cách châm cứu và bôi dầu không phải ai cũng có điều kiện để thực hành. Đặc biệt không phải ai cũng biết cách châm cứu. Do vậy tôi khuyên cô bác nên lựa chọn phương pháp là bấm, dây ấn vào huyệt vị của bác nhé. Vị trí thứ hai là huyệt thái dương, hỗ trợ giúp giảm đau đầu. Mỗi khi bị đau đầu, nhiều cô bác thường chọn cách mua thuốc giảm đau để uống. Tuy nhiên, nếu cứ hễ bị đau đầu lại uống thuốc giảm đau thì sẽ thành lạm dụng. Sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau về lâu dài có thể dẫn đến nhờn thuốc, nghĩa là không còn tác dụng giảm đau nữa. Thay vào đó, triệu chứng đau đầu sẽ trở nên trầm trọng hơn. Chưa kể nó có thể gây ra các tác dụng phụ và gây suy gan, suy thận đấy của bác. Do đó, của bác nào thường xuyên bị đau đầu do căng thẳng, làm việc trí óc kéo dài, nên ghi nhớ huyệt đạo thái dương nằm ở phần lõm đằng sau lông mày. Chỉ cần dây ấn trong chốc lát thì các triệu chứng mệt mỏi, nặng đầu, đau nhức đầu sẽ được cải thiện và tinh thần của bác sẽ trở nên phấn chấn cũng như tập trung cao độ hơn. Ngoài ra, thường xuyên xoa bóp huyệt thái dương còn có tác dụng tốt cho mắt, giảm đau răng và hỗ trợ điều trị cảm mạo của bác nhé. Một điều quan trọng nữa đó là huyệt thái dương nằm trong tử huyệt của cơ thể. Nếu đánh trúng vào huyệt này có thể dẫn đến tử vong hoặc chấn động não, mất đi ý thức. Thế nên cô bác cần bảo vệ vị trí huyệt đạo này thật cẩn thận cô bác nhé. Vị trí thứ ba là gót chân, xoa bóp chỗ này giúp ngăn chảy máu mũi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra chảy máu mũi, nhưng dù là vì lý do nào thì một khi tình trạng chảy máu mũi kéo dài sẽ dẫn đến mất máu trầm trọng. Đôi khi máu không chỉ chảy ra qua đường mũi mà còn bị nuốt vào qua đường tiêu hóa, bởi vì đường mũi thông với cống lành hơn. Nếu máu vẫn chảy ra xối xả, không có dấu hiệu ngừng lại, thì cô bác cần liên hệ bác sĩ để được chuẩn đoán và cấp cứu kịp thời nhé. Đề phòng trường hợp chảy máu mũi do các bệnh lý nguy hiểm. Vị trí thứ tư là bấm huyệt thiếu thương trên ngón tay cái để giảm ho. Nếu như là ho có đờm, thì sau khi ho và khạc sạch đờm, cô bác sẽ cảm thấy cổ họng sạch trơn, vô cùng thông thoáng và thoải mái. Tuy nhiên, nếu là ho khan không có đờm sẽ cực kỳ khó chịu, bởi vì ho khan sẽ không thể bật được chất nhầy trong cổ họng ra bên ngoài. Có thể kéo dài đến cả tháng trời, cô bác sẽ cảm thấy đau rát cổ họng, thậm chí là khan tiếng, mất tiếng. Mặc dù không phải triệu chứng gì quá nghiêm trọng, nhưng lại gây bất tiện trong cuộc sống và ảnh hưởng lớn đến tâm lý, cũng như là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm về hô hấp như là viêm tai, viêm thanh quản và ung thư vòm họng nhé. Không những vậy, cô bác rất dễ mắc phải triệu chứng này mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường. Chính vì vậy, cần phải khắc phục ngay khi triệu chứng mới xuất hiện bằng cách bấm vào huyệt thiếu thương. Ngay lúc này, cô bác hãy nhìn xuống ngón tay cái của mình, huyệt thiếu thương nằm ở ngay mép ngoài phía bên dưới của móng tay. Mỗi khi bị ho, cô bác hãy dùng ngón tay và ngón trỏ của tay còn lại cầm lấy ngón tay cái và bấm vào huyệt thiếu thương. Cho tới khi nào cảm thấy đau thì cơn ho sẽ giảm ngay tức thì. Bên cạnh đó còn có một cách nữa, đó là chích máu tại huyệt vị này. Cô bác nào không sợ máu, không sợ đau thì có thể thử nhé. Nhưng nhớ là trước khi chích, cô bác nên sát trùng kim và ngón tay bằng cồn của bác nhé. Phổi của chúng ta sợ nóng và ưa mát, cho nên khi cô bác chích lấy máu từ huyệt đạo này sẽ giống như rút khí huyết nóng từ phổi ra ngoài để lại môi trường thanh mát cho phổi.
Sau khi xác định đúng huyệt vị, cô bác hãy thao tác nhanh chóng rồi nặn ra khoảng 3 đến 5 giọt máu, sau đó dùng bông chấm vào ngay để cầm máu cô bác nhé. Vị trí thứ 5 là huyệt thiên su ở ngang rốn, giúp chữa trị táo bón. Khi còn trẻ, táo bón chỉ là một hiện tượng thi thoảng mới xuất hiện và nhanh chóng được cải thiện chỉ sau một vài ngày. Nhưng khi cô bác đã có tuổi, nhất là từ độ tuổi 60 đổ lên, thì táo bón lại trở thành một căn bệnh kinh niên. Nhiều cô bác sống chung với các triệu chứng này đến vài tháng trời hoặc thậm chí là trong nhiều năm. Kéo theo đó là thường xuyên bị đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, khiến cho sức khỏe bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Để chữa khỏi chứng táo bón, cô bác hãy bấm vào huyệt thiên su. Huyệt này nằm ngang hai bên rốn. Cô bác có thể đặt ba ngón tay là ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út vào hai bên cạnh rốn. Điểm ngoài cùng bên cạnh ngón áp út và ngang bằng với rốn chính là vị trí của huyệt thiên su của bác nhé. Cô bác hãy bấm vào vị trí này trước khi đi đại tiện. Cô bác cứ day ấn sau khoảng 1 phút sẽ cảm thấy buồn đi ngoài. Tiếp theo, cô bác nín thở để áp sát vùng bụng và một lát sau sẽ có thể đại tiểu tiện như bình thường. Ngoài táo bón, cô bác nào bị viêm ruột, nhiễm trùng ruột, tắc ruột và cả tiêu chảy, kiết lỵ thì đều có thể chữa trị bằng cách day bấm huyệt thiên su. Nhìn chung, huyệt vị này có tác dụng cải thiện chức năng của ruột, giảm và chấm dứt các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, cô bác cần kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung nhiều chất xơ thì mới không bị tái phát của bác nhé. Vị trí thứ 6 là huyệt lao cung trên gan bàn tay, có tác dụng hạ huyết áp. Biết rằng cảm xúc là một thứ rất khó để kiểm soát, nó là phản ứng tự nhiên của mỗi con người. Thế nhưng cô bác nào bị huyết áp cao thì nên cố gắng kiềm chế các cảm xúc thái quá. Bởi vì cho dù là tức giận quá hay xúc động quá thì cũng đều có thể khiến cho huyết áp tăng cao đột ngột, dẫn đến đau đầu dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, nặng hơn là bị suy tim, suy thận và đột quỵ cô bác nhé. Do vậy, nếu cô bác quá khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc của bản thân thì hãy bấm vào huyệt lao cung ở trong lòng bàn tay. Cô bác có thể xác định bằng cách nắm tay lại, vị trí tiếp xúc của lòng bàn tay với ngón tay chính là huyệt lao cung. Sau khi day bấm huyệt đạo, huyết áp sẽ dần dần cân bằng trở lại. Cùng với đó, trong lúc bấm huyệt, cô bác hãy kết hợp với việc hít thở đều và sâu, cố gắng giữ tâm thái bình tĩnh, vừa giúp hạ huyết áp, vừa cải thiện tâm trạng của bác nhé. Vị trí thứ 7 là huyệt tam túc lý trên cẳng chân, hỗ trợ giảm đau dạ dày. Dĩ nhiên là có bệnh thì phải chữa bệnh rồi. Cô bác đã bị bệnh dạ dày thì cần khám chữa cẩn thận. Thế nhưng trong quá trình điều trị, các cơn đau hoàn toàn có thể xảy ra, khiến cho cô bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo nghĩ nhiều. Do đó, phương pháp bấm huyệt này đóng vai trò hỗ trợ giảm đau, cải thiện các triệu chứng bệnh, cũng như giúp cho cô bác mau chóng khỏi bệnh. Tùy theo từng loại bệnh mà cơn đau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Cô bác có thể bị đau khi đói bụng, cũng có thể đau sau khi ăn no, thậm chí là đau lai dai trong suốt cả ngày. Lúc này, cô bác hãy tìm vị trí huyệt túc tam lý trên cẳng chân. Trước tiên cô bác ngồi xuống sao cho cẳng chân vuông góc với đùi nhé. Tiếp theo, cô bác tìm vị trí lõm xuống ở rìa bên ngoài khớp gối. Huyệt túc tam lý nằm ở vị trí đối xứng với chỗ lõm trên khớp, cách một khoảng bằng độ rộng của 4 ngón tay của bác nhé. Cô bác có thể đặt 4 ngón tay vào để đo cho chuẩn hơn. Chỉ cần day bấm huyệt vị này trong khoảng từ 3 đến 5 phút thì cơn đau sẽ đỡ hẳn của bác nhé. Vị trí cuối cùng là huyệt nội quan ở trên cổ tay, giúp ngừng nôn mửa. Cô bác có lẽ đều biết mẹo trị say tàu xe bằng cách dán một miếng gừng hoặc một nhánh tỏi vào cổ tay, có đúng không? Nhiều khi thấy các cụ làm vậy mình cũng làm theo, chứ không tìm hiểu xem lý do tại sao, có đúng không cô bác? Đó là vì trên cổ tay của mình có huyệt nội quan, có tác dụng định tâm, an thần, chống nôn, trị nấc, thậm chí là cải thiện được chứng mất ngủ và động kinh đấy cô bác. Cô bác chỉ cần dùng 3 ngón tay đo từ đường chỉ chạy trên cổ tay, vị trí ngoài cùng ngón tay trỏ và ở giữa hai đường gân chạy dọc cổ tay chính là huyệt nội quan. Cô bác ấn mạnh vào vị trí này trong vòng 2 phút, cơn buồn nôn sẽ giảm bớt cô bác nhé.